Con xin đọc câu hỏi từ hành giả Pháp Tâm ạ. Dạ, con thưa sư, về dâng y Katina thì lúc hành lễ tăng sự thì chỉ nhận một tấm y là y Katina, như vậy đồng nghĩa với việc các tấm y còn lại được xem như tứ vật dụng. Theo cá nhân con trước kia đã được nghe tới quả báo thù thắng của người dâng y đến tỳ kheo sau 3 tháng an cư kết hạ, nhưng khi làm tăng sự chỉ một y vậy, các Phật tử khác có được hưởng quả báo dâng y không ạ? Vì con nghĩ số đông mọi người lo nghe đến quả báo lễ dâng y Katina nên chuẩn bị cho mình y bát và đến chùa dâng y trong ngày lễ dâng y ạ. Và trong trường hợp này nếu Phật tử nào cũng dâng y bát chùa dùng sau hết thay vào, vậy thì có thể cúng dường tịnh tài hoặc những vật dụng cần thiết khác để chùa có thể duy trì và để mọi người yên tâm tu. Với việc cúng dường như con vừa nêu thì quả báo của nghiệp thiện có tương đương với quả báo dâng y không ạ? Cái dâng y Katina thì chỉ có một tấm y thôi, mà có thể bao nhiêu vị tỳ kheo trong ngôi chùa đấy cũng chỉ thọ dụng có một tấm đấy, và dù hôm đấy có đến bao nhiêu Phật tử đi chăng nữa tham dự cái lễ đó thì nhờ cái sự xa thú, nhờ cái tâm hoan hỷ thì cái phước được đồng đều như nhau, cái phước đồng đều của cả cái người thí chủ chính hay là không phải thí chủ chính, cái người dâng y đấy hay dâng y khác, mà mình có cái hướng tâm về theo đúng pháp, mình có thiện tâm hợp trí tuệ, có cái hoan hỷ thì cũng sẽ được cái phước lành đồng nhau cả thảy, chứ không có phải là có ai hơn ai thấp. Còn ở một cái người mình cúng dường những cái vật dụng khác thì nó khác với cái quả báo của lễ dâng y, thì các cái vật dụng khác mình có thể cúng lúc nào cũng được, còn dâng y chỉ có ngày hôm đấy, cho nên nó có sự khác nhau giữa cúng dường các vật dụng khác với cái Ikathina. Và còn những cái người cúng dường tứ vật dụng mà người đấy có để cái trí tuệ và biết cúng dường hợp thời, cúng dường đúng lúc, cúng dường đúng cái nhu cầu của người cần, cúng dường vì cái lợi ích của cái người sử dụng, thì cái đấy nó gọi là thiện tâm hợp trí tuệ, thì cái phước nó sẽ lớn hơn một cái người mà chỉ biết cúng dường mà mình không biết suy xét, thì có suy xét sẽ có hơn một chút chứ không phải là không.